Sau Hoàng Nhật Đầu Địa xin kính chào các bác. Nên giới thiệu các bác một cái chiếc bếp từ của Nhật Bản. Một chiếc bếp từ rất là đẹp, chắc chắn, đời mới và rất là mới các bác nhé. Nhỏ gọn, thiết kế rất là đẹp, đang đun nước sôi ngục rồi các bác này. Con bếp từ rất là mới của hãng Iris Uyama Nhật Bản. Mặt bếp còn như mới nhé, nói chung là một con bếp tình trạng quá mới luôn, rất dễ sử dụng. Trên bếp có hai chế độ đun nấu thôi, một chế độ đun nước và một chế độ chiên xào, thì như vậy thôi, rất dễ sử dụng, các bật chế độ nào cũng được, tăng giảm nhiệt độ rất dễ sử dụng thôi. Chất bếp còn rất là mới, đời cao. Con này sản xuất năm khoảng 2013-14 gì đó. Xuân năm 2014 các bác nhé. Thằng Nhật nội địa điện 100V, có lý là điện 100 nha. Chiều ngang bếp rất là nhỏ và vừa phải, có hơn găng tay. Lòng nồi của nó vào như là 20cm. Lòng nồi 20cm nhưng mà rất nhỏ gọn. Có dây từ các bác nhé. Dây từ này là tránh trường hợp là đi đá vào là đổ vỡ lại, đổ xong nồi này, đấy, đá vào cái dây là cái là nó bật ra ngay. Đấy. Rất là an toàn. Bếp từ này em bán 950 nhé, giá 950 thôi. Bác nào lấy bác liên hệ nhé. Bếp từ Nhật, lưu ý điện 100V. Chào các bạn.